hiểu được nghĩa lý và sự lý của tất cả của các vấn đề mà trên kinh đã, của các Đức Phật đã, các vị chư Phật đã dạy cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu được sự nghĩa lý của Niết Bàn chính là sự đối lập trong khung cảnh của sự vật mà vạn vật dân sinh chúng ta đều hiểu rằng. Nếu chúng ta nghĩ rằng chẳng vật, chẳng không, chẳng hình tướng và chẳng có, thì điều này có nghĩa là chính là không khổ. Không khổ chính là gì? Là Niết Bàn. Còn ngược lại, nếu chúng ta đi theo thuận duyên, khổ, dệt, có tướng, có sắc, có ái, thì điều đó có nghĩa là chưa được Niết Bàn. Quý vị đồng tu cũng nên lưu ý ở điểm này. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được ngọn nguồn của chân lý, ngọn nguồn của sự lý, của sự lý mà chúng ta đặt vấn đề, chứ chúng ta đã tìm hiểu, còn hiểu được sự Niết Bàn là gì. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo trên nền tảng trên kênh YouTube. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.